Chuyện đạo, chuyện đời. Ngày mùng 8 tháng 3, Thánh Gioan Thiên Chúa. Xin một đời người ca danh Chúa, xin ngàn người người khen Thiên Chúa. Chuyện đạo, chuyện đời. Ngày mùng 8 tháng 3, Thánh Gioan Thiên Chúa. Từ lúc 8 tuổi cho đến khi chết, Thánh Gioan thường hành động theo sự hối thúc của con tim. Sự thử thách là làm sao để biết đó là sự thúc giục của Chúa Thánh Thần, chứ không phải là những cám dỗ trần tục. Nhưng không giống như những người bốc đồng khác, một khi đã quyết định dù vội vã đi nữa, thánh nhân luôn trung thành với quyết định ấy dù có gian khổ cách mấy. Khi lên 8 tuổi, Gioan nghe một linh mục nói về những cuộc phiêu lưu đã mở ra khi những tân thế giới đã được tìm thấy. Đêm hôm ấy, Gioan bỏ nhà đi theo vị linh mục này và không bao giờ gặp mặt cha mẹ nữa. Gioan và vị linh mục này đi ăn xin từ làng này sang làng khác cho đến khi Gioan ngã bệnh xuống. May mắn, nhờ một người tá điền trong vùng chăm sóc và nhận làm con nuôi cho nên Gioan mới sống sót. Anh làm nghề chăn cừu cho đến khi 27 tuổi. Cảm thấy bị áp lực phải lấy con gái của người tá điền mà cậu thương như người em gái mà thôi. Cho nên Gioan đã ra đi, gia nhập quân đội Tây Ban Nha trong cuộc chiến chống với nước Pháp. Khi là quân nhân, Gioan bê bối không thể tưởng tượng được. Anh đánh bài, uống rượu và cùng với đồng đội đi phá làng, phá xóm, tới bến. Một ngày kia, khi đang cưỡi con ngựa ăn cắp được, anh bị ngã ngựa gần ranh giới với nước Pháp. Hoảng sợ vì đấy là dịp mà anh có thể bị bắt và bị giết chết, anh mới nhìn lại cuộc đời của mình với tất cả niềm đam mê và anh thề quyết sẽ thay đổi, đổi đời, làm lại cuộc đời. Khi trở về đơn vị, anh giữ lời hứa và đi xưng tội, thay đổi lối sống. Các bạn đồng đội không bận tâm với việc sám hối của anh, nhưng họ chán ghét anh vì anh luôn thúc giục họ từ bỏ các thú vui trụy lạc. Bởi đó họ tìm cách lợi dụng tính đam mê, nhiệt tình quá mức của anh để đánh lừa anh rời bỏ nơi trực của mình, với cớ là để đi cứu một người đang gặp nguy hiểm. Anh được cứu khỏi bị trâu cổ vào giờ phút chót, nhưng bị đuổi ra khỏi quân đội sau khi đã bị đánh đòn và lột quân phục cùng mọi thứ khác. Anh phải đi ăn xin trên đường trở về nhà cha nuôi của mình, lại trở về với người nghề chăn cừu. Cho tới khi anh nghe tin một cuộc chiến mới với người Hồi giáo đang xâm nhập Âu Châu, anh đã rời nhà cha nuôi lên đường tham chiến. Nhưng khi chiến tranh kết thúc, anh quyết định đi tìm cha mẹ ruột của mình. Nhưng anh đau khổ nhận ra rằng cha mẹ của anh đã chết trong thời gian anh vắng nhà đi bụi đời. Khi chăn cừu,
Gioan có rất nhiều thời giờ để suy niệm về việc Thiên Chúa đã muốn biến đổi cuộc đời của anh ra sao. Khi anh đã quyết định vào lúc anh đã 38 tuổi là mình phải sang Phi Châu để chuộc lại những Kitô hữu bị bắt làm tù, anh liền lập tức từ giã xứ sở và lên đường đi tới cảng Gibraltar. Anh đang ở bến tàu chờ đợi tàu của anh đến thì thấy một gia đình hiển nhiên đang rất đau khổ và lo lắng. Khi anh khám phá ra, đó là một gia đình quý tộc bị đem đi đày ải ở Phi Châu do những âm mưu chính trị đen tối. Anh liền bỏ kế hoạch nguyên thủy của anh và tự nguyện làm đầy tớ cho gia đình đó. Gia đình này đã lâm bệnh khi họ tới nơi lưu đày của họ, và Gioan duy trì họ sống không chỉ bằng công việc phục dịch họ mà còn bằng việc kiếm tiền nuôi họ nữa. Công việc của anh là xây dựng các công sự, thật là một công việc nặng nhọc, bất nhân, và những nhân công thường bị đánh đập, bị đối xử tàn tệ bởi những người tự xưng là công giáo. Thấy các người Kitô hữu hành động như thế đã khiến lòng của Gioan rối tung lên đến độ mà anh từ bỏ đức tin của mình. Một linh mục khuyên Gioan rằng đừng đổ tội cho giáo hội vì những hành động của những người công giáo độc ác ở trên, và anh nên về lại Tây Ban Nha. Gioan đã trở về quê hương, nhưng chỉ sau khi có tin gia đình cha mẹ nuôi mới của anh cũng đã nhận được sự khoan dung và cho trở về quê nhà. Ở Tây Ban Nha, ban ngày Gioan làm phu khuân vác bến tàu, ban đêm anh đến nhà thờ để cầu nguyện và đọc sách thiêng liêng. Việc đọc sách đem lại cho Gioan niềm vui đến độ anh quyết định phải chia sẻ niềm vui ấy với những người khác. Gioan bỏ nghề khuân vác và đi bán sách dạo, lang thang từ phố này sang phố khác để bán sách đạo và ảnh thánh. Chính trong thời kỳ này mà anh đã được thị kiến thấy Chúa Giêsu hài đồng, ban cho anh cái tên Gioan Thiên Chúa và gắn bó anh mãi mãi với thành phố Canada. Đó là năm mà anh đã được 41 tuổi. Thưa anh chị em và các bạn, vì lý do này mà Gioan Thiên Chúa là vị thánh, quan thầy của những người bán sách và quan thầy của những người in sách. Sau khi nghe giảng về sự ăn năn sám hối của vị giảng thuyết nổi tiếng thời bấy giờ là chân phước Gioan Avila, Gioan bị dằn vặt khi nghĩ đến các tội lỗi của mình, khiến cho cả tỉnh lỵ này đã nghĩ là chủ tiệm bán sách nhỏ bé kia đã đi từ một tính tình lập dị này sang một hoàn cảnh điên khùng hoàn toàn. Người ta cho rằng Gioan Thiên Chúa bị điên rồi. Sau khi nghe giảng, Gioan nhào về tiệm sách của mình, xé nát tất cả các sách đời, phân phát tiền của và sách đạo cho mọi người. Rồi Gioan đi lang thang với quần áo rách rưới, than khóc về tội lỗi của mình như một người điên, và bị trẻ con cũng như người lớn chế nhạo, chửi bới, ném đá, ném bùn, ném rác rưởi vào Gioan. Đúng như là một người khùng. Bạn bè đưa người bạn Gioan mất trí vào trong nhà thương hoàng gia, và anh bị nhốt ở trong đó cùng với những người điên. Anh được chữa bệnh theo kiểu chữa bệnh thời bấy giờ. Người ta trói anh lại và hàng ngày lấy roi quất vào anh để cho anh hết điên. Họ nghĩ như thế, và cách chữa trị thời đó với những người điên là như thế. Rồi nhà giảng thuyết Gioan Avila đến thăm và cho biết sự sám hối của anh đã đủ rồi. Đúng 40 ngày như Đức Kitô xưa đã chịu đau khổ tại sa mạc, và Gioan được đưa sang chỗ ở tốt hơn tại nhà thương. Đỡ điên rồi, họ nghĩ như thế.
Gioan Thiên Chúa khi thấy cảnh đau khổ thì không thể dừng làm một cái gì đó để thoa dịu những nỗi đau khổ đó. Thế nên bây giờ anh đang được tự do đi lại, dù vẫn còn là một bệnh nhân. Anh đã lập tức đứng dậy và bắt đầu giúp đỡ những người đau ốm khác ở chung quanh mình. Nhà thương cũng sung sướng khi có một người làm việc phục dịch không công như anh, và không vui lòng thả anh ra khi anh bước vào và tuyên bố anh sắp ra đi để bắt đầu gầy dựng một nhà thương mới. Thế rồi anh lên đường hành hương tới nhà thờ Đức Mẹ tại Guadalupe. Tại nơi đây, Đức Trinh Nữ tỏ lộ cho anh hay về bản chất ơn gọi của anh. Gioan có thể có một bước đi tích cực khi xác định rằng Thiên Chúa muốn anh bắt đầu một nhà thương dành cho những người nghèo, vốn chỉ nhận được một sự chăm sóc tồi tệ. Nếu thực sự đã có một sự chăm sóc nào đó như vậy từ các nhà thương khác, nhưng người ta thì vẫn cho rằng Gioan còn là một người điên. Công việc chẳng tiến triển được gì khi anh quyết định tìm tài chánh thực hiện kế hoạch của anh bằng cách bán củi tại công trường. Hết bán sách, bây giờ lại đi bán củi. Đêm đến, anh đã đem chút ít tiền của mình mà anh kiếm được để mua thực phẩm và quần áo cho những người nghèo sống dưới gầm cầu hoặc trong các căn nhà hoang phế. Bởi thế, bệnh viện đầu tiên của anh là các đường phố ở Granada. Chỉ trong một tiếng đồng hồ sau khi anh đã thấy một tấm bảng ghi ở cửa sổ của một căn nhà kia rao rằng nhà cho thuê để chứa những người nghèo khổ. Nhà cho thuê để chứa những người nghèo khổ. Anh đã lập tức đến thuê căn nhà ấy để đưa những người anh nuôi dưỡng vào trong nhà. Dĩ nhiên, anh thuê nhà này đã không có tiền để sắm các trang thiết bị, thuốc men hay để trợ giúp. Sau khi anh đã đi xin tiền mua giường, anh lại đi ra phố xá để đem các người bệnh vào nhà trên những đôi vai của anh từng bốc vác đá, gỗ và sách. Một khi các bệnh nhân đã vào nhà rồi, anh rửa ráy cho họ, băng bó các vết thương, khâu vá quần áo của họ vào ban đêm khi anh cầu nguyện. Anh dùng các kinh nghiệm của người bán sách rong để đi ăn xin, la to ngoài đường phố bằng giọng của người bán răng. Anh rao lên rằng: "Xin hãy làm điều tốt lành cho chính bạn. Vì tình yêu Thiên Chúa, thưa đồng bào, xin hãy làm điều tốt lành. Xin hãy làm điều tốt lành cho đồng bào của mình và cho chính bạn." Thay vì bán đồ, anh đã tiếp nhận mọi thứ người ta cho, từ tóp mỡ, bạ cá, quần áo cũ, đồng xu, bạc cắt, nơi này kia, nơi chỗ nọ ban cho. Trong suốt cuộc sống của mình, Gioan Thiên Chúa đã bị chỉ trích bởi những người không thích lòng bác ái đầy đam mê của Ngài, dám kêu mang bất cứ ai đang trong cảnh khốn đốn mà không hề hỏi han hay tín thư hay chứng minh thư về tư cách của người đó. Sau khi Gioan đã có thể chuyển nhà thương của mình vào một tu viện lâu đời của dòng Cát Minh, thì Ngài mở một nơi trú chân cho những kẻ vô gia cư ngay trong hội đường của tu viện. Lập tức, những người chỉ trích tìm cách đóng nó lại, viện cớ là Gioan đang nuông chiều những kẻ khuấy rối. Gioan luôn trả lời cho thứ chỉ trích này là Ngài chỉ thấy duy nhất có một kẻ tính tình xấu trong nhà thương, và kẻ đó chính là Ngài. Sự thôi thúc hối hả phải hành động ngay lập tức khi Ngài thấy nảy sinh những nhu cầu đã khiến Ngài gặp phải rất nhiều phiền toái. Có lần khi gặp một nhóm người chết đói, Ngài liền chạy vào nhà ăn cắp một nồi thức ăn cho họ ăn. Ngài suýt bị bắt giam vì hành vi bác ái đó. Lần khác khi thấy các em bụi đời quần áo rách nát, Ngài dẫn chúng vào trong một tiệm bán quần áo, may cho chúng một bộ quần áo mới,
may xong không có tiền trả. Dĩ nhiên là phải mua chịu, phải khất nợ. Cứ khùng khùng điên điên như thế vì người nghèo. Trong thời gian đầu, Joan đơn thân độc mã làm việc. Nhưng chẳng bao lâu, Ngài được sự cộng tác của các linh mục và các bác sĩ có lòng bác ái khác. Có nhiều chuyện hay về việc các vị thần thánh trên trời đến thăm Ngài trong những ngày phải đảm trách những công việc nặng nề ghê gớm đó. Và nhiều lần chúng được làm cho nhẹ nhàng qua sự trợ giúp đích thân của Tổng lãnh Thiên thần Raphael. Để ngăn lại thói quen của vị thánh luôn đem đổi áo mặc của mình với bất cứ một người ăn xin nào, thì Ngài may mắn gặp được Don Sebastiano Ramirez là giám mục địa phận Tuy. Người đã may cho Ngài một bộ áo mà sau này sẽ là mẫu cho tu phục của các con cái môn đệ của Ngài. Và Đức Giám mục buộc Ngài phải luôn ghim tên mà Chúa Hài Nhi Giê-xu đã ban cho Ngài là Gioan Thiên Chúa, ghim cái tên ấy vào trên áo của mình. Hai bạn đường đầu tiên của Ngài là Antonio Martino và Ferro Velasco. Xưa kia là những kẻ thù từng gây gương mù gương xấu cho toàn thể thành phố Granada qua những cuộc cãi lộn và ăn chơi phung phí phá phách của họ. Cả hai được cải hồi nhờ lời cầu nguyện của Ngài và tạo thành thành phần cốt lõi của một tu hội thịnh vượng. Người thứ nhất là Antonio Martino có rất nhiều tiến bộ trên con đường hoàn thiện, khiến cho vị thánh trên giường chết đã gửi gắm ông cho các môn đệ của mình để làm người kế vị của Ngài. Còn người thứ hai được chính Ngài tặng biệt danh là Phêrô kẻ tội lỗi, đã trở thành một khuôn mẫu của lòng khiêm nhường và bác ái. Chính nhiệt tình cứu giúp bất chấp tất cả như thế đã cứu vớt được biết bao nhiêu người trong những tình trạng khẩn cấp. Một hôm, có tin báo động nhà thương hoàng gia bị hỏa hoạn. Khi Ngài dẹp bỏ mọi chuyện để nhào tới đó, Ngài nhận ra đám đông chỉ đứng ngoài ngó vào nhà thương và các bệnh nhân đang ở trong đó, đang ở trong khói lửa. Ngài liền xông vào trong tòa nhà chìm trong đám lửa cháy và chuyển hay dẫn các bệnh nhân thoát ra ngoài. Khi tất cả các bệnh nhân đã được giải cứu thì Ngài bắt đầu ném các chăn vải trải giường nệm ném ra ngoài cửa sổ. Qua các công việc nặng nhọc của Ngài, Ngài biết rõ các đồ vật đó cần thiết như thế nào. Và lúc đó có những người mang một khẩu đại bác đến để hủy bỏ một phần nhà đang bị cháy đi để cứu phần còn lại, thì Ngài đã ngăn chặn họ lại, trèo lên mái nhà và tách phần nhà đang cháy ra bằng một chiếc rìu chứ không phải bằng khẩu đại bác. Ngài đã thành công, nhưng đồng thời cũng rơi theo mái nhà như hực lửa đang sụp đổ. Trong khi mọi người hồi hộp cho số phận của vị anh hùng cứu tinh này, thì lạ lùng thay, Joan bước ra khỏi đám lửa một cách bình an vô sự. Thưa anh chị em và các bạn, do đó Joan Thiên Chúa còn là quan thầy của những người lính cứu hỏa nữa. Khi thánh nhân lâm bệnh nặng, thì Ngài nghe tin cơn lũ lụt đang trôi dạt những cây gỗ quý về gần thành phố. Dù là đang lâm bệnh nặng như thế, mà không bỏ lỡ cơ hội, Ngài bật ra khỏi giường bệnh, đi vớt gỗ trên dòng sông đang chảy xiết. Và khi một trong những bạn đồng hành của Ngài bị rớt xuống dòng sông, Ngài cũng không nghĩ đến bệnh tình cũng như sự an toàn của chính mình, mà nhảy xuống sông để cứu vớt người bạn đang bị chết đuối ấy. Ngài thất bại, không cứu được người bạn ấy. Và chính Ngài thì bị sưng phổi. Và từ trần vào ngày 8 tháng 3, ngày sinh nhật thứ 55 của Ngài. Chỉ vì sự yêu thương vội vàng, mà đó là động lực của toàn thể cuộc đời Gioan Thiên Chúa. Thánh Gioan Thiên Chúa được đặt làm quan thầy của những người bán sách, thợ in, bệnh nhân, bệnh viện, y tá, lính cứu hỏa, và được coi là người sáng lập tổ chức
sư huynh bệnh viện. Ở Việt Nam có bệnh viện Doan Thiên Chúa. Thưa anh chị em và các bạn, sự khiêm hạ tuyệt đối của Thánh Doan của Thiên Chúa là điều cảm phục nhất, được thể hiện qua sự vị tha hoàn toàn vì người khác. Thiên Chúa đã ban cho Ngài các ơn khôn ngoan, kiên nhẫn, dũng cảm, nhiệt tình và khả năng ảnh hưởng đến người khác. Ngài nhìn thấy sự sai lầm của thời trai tráng, sống xa cách Thiên Chúa và sau đó là nhận ra lòng thương xót của Thiên Chúa để bắt đầu một đời sống mới thực sự yêu thương tha nhân. Xin Chúa cho mỗi người cũng có được tinh thần như Thánh Gioan Thiên Chúa, thấy việc cần làm là làm, bất chấp mọi khó khăn, bất chấp mọi trở ngại, thấy việc cần giúp người khác là giúp. Trong con đường lòng thương xót Chúa mà chúng ta đang đi, chúng tôi đang cùng với anh chị em đi, những khi tôi thấy việc cần làm, nhiều khi không chần chừ, không đắn đo, thấy việc cần giúp là giúp, thấy những gì mà có thể làm được là làm, và làm với tất cả thiện chí, cố gắng, nỗ lực của mình, hy sinh của mình, dù có gian khó, dù có gian khổ, thấy làm tốt cho người, nhất là làm để loan truyền lòng thương xót Chúa, để cho mọi người nhận biết lòng thương xót Chúa, để làm chứng cho mọi người về lòng thương xót Chúa, là chúng tôi cứ lao đi mà làm như Gioan, với tất cả sự nhiệt tình hăng hái của mình, bất chấp mọi trở ngại, cho dù là thiệt hại chính mạng sống của mình. Amen. Như âm thanh mang màu xanh, như trăng sao luôn vượt cao, Chúa ban tràn đầy hồng phúc bao la. Xin một đời người xa danh Chúa, xin gian người người xin gian trời, người quen tin Chúa, công trình trời dành cho tôi, vì công trình Chúa làm cho tôi, Chúa vì lẽ chi đến đáp ơn người, lấy gì đến xa.